Vũ Minh Cường rất vui khi gặp lại quý khán giả của Hòa Bình Gọi. Chương trình do hãng phim TPS phối hợp cùng quỹ Hòa Bình Mỹ Lai thực hiện. Thưa quý khán giả, câu chuyện về gia đình Việt Nam có thể nói được bắt nguồn từ thuở hồng hoang dựng nước, từ gia đình cha rồng, mẹ tiên với bọc trăm trứng, để từ đó cả dân tộc mang nặng nghĩa đồng bào, đời đời yêu thương đùm bọc, cùng nhau tạo nên những sức mạnh vĩ đại, viết nên những trang sử oai hùng của đất Việt. Có biết bao anh hùng đã ngã xuống, biết bao người cùng chung tay xây dựng nên dáng vóc Việt Nam, là có bấy nhiêu gia đình đã nuôi dưỡng, hung đúc, bảo ban. Và chúng ta hãy nhớ rằng, không có gia đình, mầm sống sẽ không được tiếp nối. Theo dòng thời gian, có biết bao gia đình, họ tộc đã có công lao vĩ đại trong việc gìn giữ, xây dựng đất nước, đánh đuổi ngoại xâm, đem lại thái bình, thịnh trị cho dân tộc, đã được ghi tạc vào lịch sử Việt Nam. Hay những gia đình đang hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau có những đóng góp trong công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc hôm nay. Ba tôi xuất thân là một công nhân nhà máy xe lửa Dĩ An. Ba tôi là một người Nam Bộ nhưng lại ra Bắc rất sớm. Năm 45 ba tôi đã được Trung ương điều ra làm thị trưởng thì công an Thanh Hóa, lúc đấy đang ở miền Nam. Vì lúc đấy là để chống lại Quốc dân Đảng. Ba tôi là A13 trong cái tổ điệp báo A13. Và ba tôi đã có một cái chiến công vùng cái tổ đó, gồm với chú Kim Sơn, chú Duy Kính và cô Nguyễn Thị Lập, để làm nên một cái chiến công rất là anh liệt của ngành công an, là đánh nắm tàu thông báo hoa Army Drain Vin ở Thanh Hóa. Thì ba tôi vẫn dạy dỗ anh em chúng tôi là luôn luôn phải yêu tổ quốc, yêu đảng và phải sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì đất nước. Khi chúng tôi mỗi đứa ra trường ấy, thì ba chỉ nói với tôi là rồi, đi học ra trường rồi, nhà nước lo cho tụi con rồi. Bây giờ ba cho tụi con một cái lý lịch trong sạch và đi tìm việc đi. Và sau này khi mà ba tôi mất thì tôi cũng vẫn thường xuyên về Thanh Hóa. Và mỗi lần đi như vậy thì tôi lại được xem lại trong bảo tàng Thanh Hóa những cái kỷ niệm, trong đó có rất nhiều những cái kỷ niệm của ba tôi. Và những cái kỷ niệm đấy nó dần dần, khi mình lớn dần lên thì những kỷ niệm ấy nó cũng lớn dần theo mình. Và nó tạo cho mình, có thể nói đấy là sự nhận xét, đi đến, nhận thức và trở thành bản lĩnh của chính bản thân. Từ sự kính trọng, tự hào về người cha là điệp báo viên Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng Đạo, bí số A13, nguyên trưởng ty công an Thanh Hóa, phó giám đốc công an Liên Khu 4, tổ trưởng điệp báo đánh đắm thông báo hạm Amio Đen Viên vào năm 1950, cũng như tình yêu thương mà cha đã dành cho, hòa quyện với tình yêu nước đồng nàn, đã thôi thúc ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo tiếp nối truyền thống gia đình, trở thành trinh sát đặc nhiệm gan dạ kiên trung của Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình Việt Nam. Cha song pha trong khói lửa kháng chiến chống Pháp, còn nối gót cha trở thành chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, viết nên bản hùng ca trác tuyệt cho quê hương về khát vọng hòa bình thiêng liêng và cao đẹp. Thời gian tôi vào bộ đội ấy là cái thời gian sôi sục nhất, khi mà Mỹ bắt đầu đánh ra miền Bắc và ai cũng muốn đi lính, ai cũng muốn đi ra chiến trường. Cái đấy nó rất là thúc giục tôi, và thanh niên mà những cái gì cần phải làm được ngay. Tại vì thời đấy học sinh miền Nam mà muốn đi lính thì cũng phải có phép của cấp trên. Đấy. Tại vì đấy là những giọt máu của thành đồng tổ quốc mà. Và tôi đi ra chiến trường với tất cả cái ý chí được dạy dỗ của một gia đình, tôi nghĩ là một gia đình cách mạng mà có truyền thống. Trong thâm tâm của mình ấy, thực sự tôi phải nói thật là lúc ấy chúng tôi không sợ chết, chỉ muốn là được chiến đấu, được nhận nhiệm vụ, được làm bất cứ một việc gì được giao.
là đi chuẩn bị chiến trường, thì chuẩn bị binh yếu địa chí, tức là bản đồ, rồi là điều tra vào, chui hàng rào vào các cái lô cốt của địch để xem hướng lỗ châu mai ở đâu, đường đi từ cái hàng rào ngoài đến cái hàng rào sau cùng là bao nhiêu hàng rào, có những hàng rào nào, đường vận chuyển của bộ đội thì sẽ như thế nào, đường vận chuyển của thương binh sẽ ra sao. Chúng tôi chuẩn bị tất cả những cái ấy. Khi các đơn vị bộ binh bắt đầu tiếp cận ấy, thì chúng tôi phải có tất cả những cái báo cáo đầy đủ đối với các đồng chí chỉ huy, để các đồng chí có thể có được những cái phương án chiến đấu tốt nhất, ít thương vong nhất. Tháng 11, 67 ấy, thì là lúc bắt đầu đi vào tiếp cận sân bay Tà Cơn ấy, thì đi 3 ngày mà trời thì cứ mưa lúc to lúc nhỏ. Thế cơm thì là phải làm lành 3 vắt để ăn 3 ngày. Thì vắt cơm đầu tiên ấy, mà ăn cái ngày đầu tiên ấy, thì nó còn là cơm nắm. Nhưng mà đến cái ngày thứ hai ấy, thì nó bắt đầu gần như là hóa mẻ rồi, tức là nó bị chua, mùi mồ hôi tất cả mọi thứ. Còn đến ngày thứ ba thì nó có mùi thum thùm rồi, nhưng mà vẫn ăn bình thường thôi. Thì tôi bị thương trong một lần di chuyển. Rất nhiều lần chúng tôi ở đúng cái tọa độ B-52 sẽ đánh, nhưng chúng tôi không được đi. Bởi vì chúng tôi đi thì tạo nên, bởi vì là người ta biết đơn vị của bộ, các đơn vị bộ binh họ thấy mình đi là họ sẽ sao xuyến, họ cũng sẽ di chuyển. Cho nên chúng tôi phải ở lại, và ở lại để chờ B-52 đánh lên người mình trong đêm hôm đấy. Vì thật ra thì đồng chí hiểu là cái thời gian đó ấy, đối với mỗi một người lính ấy, chúng tôi ấy, nó dài hơn cả một thế kỷ luôn. Tôi cảm động. Tôi không nghĩ là ba của mình lại có những ngày tháng như là vất vả như thế, cái sự hy sinh như vậy để chúng tôi có được ngày hôm nay, được sống trên một cái đất nước Việt Nam gọi là hòa bình, tự do. Ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo là người đi qua hai cuộc chiến tranh, đó là kháng chiến chống Việt cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Campuchia. Trong những sự kiện chung của dân tộc đều gắn với những câu chuyện của gia đình ông, để thấy rằng hòa bình và hạnh phúc hôm nay mà chúng ta có được chính là sự hy sinh to lớn của biết bao gia đình, nơi mà những người chồng, người cha luôn xả thân nơi chiến trường nóng bỏng, nơi mà những người mẹ, người vợ tần tảo ở quê nhà vừa nuôi con, vừa tăng gia sản xuất, lại vừa đảm bảo công tác để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, và nơi mà những đứa trẻ lớn lên luôn khao khát gặp lại cha, khao khát về những ngày sum vầy bình yên cho quê hương để được học tập và cống hiến hết mình. Vẫn may mắn, vợ tôi cũng là một người lính. Đây là cái may mắn lớn nhất của tôi. Cho nên á, vợ tôi đã chia sẻ tất cả những cái khó khăn và chia sẻ với tôi tình cảm của tất cả những cuộc chia ly mà tôi phải đi. Khi mà người lính Việt Nam cuối cùng rút khỏi Campuchia là vào ngày 26 tháng 9 năm 89. Thì một tháng sau, ngày 29 tháng 10 năm 89, tôi lại được lệnh tiếp tục sang Campuchia giúp bạn, với điều kiện là ở một hình thái chiến đấu khác. Và khi đấy thì Pol Pot nó đang trở lại, sau khi mà ký cái hòa ước thì là nó trở lại một cách rất là dữ dội. Chúng tôi ra đi mà chúng tôi không biết ở đâu là hậu phương, ở đâu là tiền tuyến, bởi địch ở chung quanh. Thế cho nên ấy, cái cuộc ra đi của tôi ấy là nói chung là rất là nặng nề, có rất là nhiều cảm động. Trước cái hôm tôi đi ấy, tôi phải đi dặn dò mọi chuyện, kể cả cái chuyện là gửi con nếu mà mình hy sinh, để phải biết là cái cuộc đi ấy nó cũng nặng nề. Tuổi thơ của tôi thì thường xuyên ở nhà với mẹ. Ba là hầu như không có ở nhà, tại vì ba thì phải thường ba đi chiến đấu suốt thôi. Nên là khi còn bé là chỉ nhớ là lúc nhỏ là mẹ nói là hôm nay là anh Thư phải ngoan nha, mẹ sẽ ghi một cái quyển nhật ký là hôm nay là anh Thư dậy làm gì để kể cho ba nghe về điều đó. Và coi như là với cái niềm gọi là thương nhớ ba, thành ra là lúc nào cũng phải cố gắng, à hôm nay là anh Thư phải ngoan để được ghi trong quyển sổ đó, để được nghe mẹ, để được ba nói về
à hôm nay con ngoan lắm, ba sẽ mua quà cho con. Và có những cái cuộc điện thoại đường dài mà theo chị biết là ngày xưa mà gọi điện từ Campuchia về thì nó rất là khó khăn. Và cứ mỗi lần mà cứ nghe điện thoại là anh Thư ơi, là anh Thư chỉ nói được câu là ba ơi, là khóc suốt, cứ ôm cái điện thoại khóc thôi, không cho mẹ nói chuyện với ba luôn. Nhắc đến thiếu tướng thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Giang Hoàng Đạo là nhắc đến ca phẫu thuật M79 lịch sử của ngành quân y, để thấy rằng sự hy sinh, sự dấn thân của một người thầy thuốc và ghi dấu cho sự hy sinh của một gia đình như biết bao gia đình Việt Nam khác về khát vọng hòa bình của đất nước hôm nay. Ngày 23 tháng 4 năm 79 thì ở bệnh viện 161 có một thương binh tên là Nguyễn Văn Lượng. Anh ấy bị một cái vết thương nặng, một viên đạn 79 bắn vào hốc nách mà vẫn còn nằm ở trong đó, không lấy ra được. Thế thì chúng tôi, bệnh viện 161 lúc ấy là có 34 bác sĩ, thì chúng tôi thảo luận với nhau. Và tôi là người thấy mình có nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất là có kinh nghiệm trong chiến tranh và cũng có kinh nghiệm mổ nhiều, cho nên tôi xung phong làm ca phẫu thuật đó đấy. Họ rời tôi ra ngoài, cái phòng mổ ra ngoài một cái nhà bên cạnh. Xong rồi á, xây bao cát xung quanh, chỉ để một cái lỗ nhỏ như một cái lỗ châu mai. Và đồng chí thương binh thì ở trong, gây mê thì sau lưng tôi, chỉ có mình tôi với đồng chí thương binh mổ cái ca ấy thôi. Và cái ca mổ đó thì cách tôi 20 mét đã có sẵn cái băng ca và hai bịch máu của tôi sẵn sàng để cấp cứu tôi và hai bịch máu cấp cứu đồng chí thương binh. Tuyệt đối cả bệnh viện không ai nói cho cô biết, mọi người đều quan tâm đến cô hết, nhưng mà không ai nói là chú mổ M79. Thì cô cứ tự nhiên thôi, cô bình thường, cô vào cô sanh xong được một ngày thì đến ngày hôm sau thì thấy chú Ba Hồng, là chú ấy là chính ủy của bệnh viện, chú chạy ào ào từ trên xuống dưới. Thì chú ấy nói thành công rồi, đạo nó mổ thành công rồi. Thế là tất cả mọi người ở chỗ đấy khóc òa, thế cô cũng khóc. Thiếu tướng thầy thuốc nhân dân tiến sĩ Nguyễn Giang Hoàng Đạo cùng vợ, con gái, con rể và con dâu đều công tác trong ngành y. Và bệnh viện quân y 121 hay bệnh viện quân y 175 là nơi ghi dấu cho sự truyền lửa và những đóng góp của gia đình ông giờ đã khang trang, phát triển hơn rất nhiều bởi sự cống hiến của rất nhiều người, trong đó có gia đình thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Hoàng Đạo. Anh Nguyễn Văn Hoàng Đạo thì là một cái gia đình truyền thống cách mạng rồi, có thể nói là nổi tiếng luôn. Thế và cả gia đình thì hầu như là tất cả mọi người đều hoạt động trong ngành y. Đấy là một cái điều mà hiếm có và rất là quý ở trong cái thời buổi hiện nay của chúng ta. Đặc biệt là đối với lại cái sự khó khăn, gian khổ, vất vả của cái nghề y. Cả gia đình mà như vậy được thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự giáo dục, một cái truyền thống, cũng như là một cái tinh thần mà muốn hiến dâng, muốn làm được những cái điều gì cho xã hội, cho nhân dân. Chúng ta muốn có một gia đình ổn định, một gia đình bền vững, chúng ta phải chắt chiu những hạnh phúc mà chúng ta có. Cả một dân tộc lớn hơn rất nhiều, hạnh phúc của một dân tộc chính là hòa bình. Hạnh phúc của dân tộc đấy là tự do. Thì tất cả những điều ấy chúng ta đã, đặc biệt là dân tộc Việt Nam, chúng ta đã đổi nó bằng không biết bao nhiêu xương máu để có được hòa bình, để có được sự yên ổn. Thì cái giá trị ấy nó to lớn đối với tất cả mọi người và đặc biệt là đối với những người lính. Ta có thể tìm thấy những hình ảnh thương thương này trong hầu hết các gia đình Việt. Và câu chuyện gia đình ông Đạo cũng là câu chuyện của biết bao gia đình nối tiếp nhau cống hiến tâm tài cho sự phát triển giàu mạnh của quê hương. Mỗi nếp nhà luôn gắn liền với sự bình yên của đất nước hôm nay. Bởi vì càng có nhiều gia đình hạnh phúc, thịnh vượng thì đất nước sẽ ổn định và phồn vinh.
Vâng, thưa quý vị, hòa bình hôm nay chính là sự chắc chiêu của nhiều người, nhiều gia đình. Chúng ta phải trân trọng và nâng niu, phát huy hết ý nghĩa của gia đình và hòa bình. Theo thời gian, những giá trị cốt lõi của gia đình được các thế hệ người Việt gìn giữ và điểm tô. Gìn giữ truyền thống, hạnh phúc gia đình cũng chính là gìn giữ bình yên, ổn định cho cuộc sống hôm nay. Như Thánh Teresa đã từng nhắn nhủ, bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của chính mình. Đến đây thì chương trình Hòa Bình Gọi xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình Hòa Bình Gọi kỳ sau, phát sóng định kỳ vào lúc 16:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt.